chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến một số người nhân danh nhà dân chủ đấu tranh cho dân chủ đã tuyên bố tự ứng cử hô hào phát động các chiến dịch truyền thông trên internet kêu gọi ký tên ảo bỏ phiếu online họ tung hô ủng hộ các đối tượng lợi dụng tự do dân chủ chống phá nhà nước đăng ký tự ứng cử nhằm gây nhiễu loạn phá hoại an ninh trật tự kỳ bầu cử chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết lật tẩy thủ đoạn phá rối bầu cử Phần 2 của Nguyễn Sơn, học viện Công an nhân dân. Lợi dụng quyền tự do dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, một số người nhân danh nhà dân chủ, đấu tranh cho dân chủ đã tuyên bố tự ứng cử, hô hào phát động các chiến dịch truyền thông trên internet, kêu gọi ký tên ảo, bỏ phiếu online. Họ tung hô ủng hộ cho các đối tượng lợi dụng tự do dân chủ chống phá nhà nước, đăng ký tự ứng cử nhằm gây nhiễu loạn, phá hoại an ninh trật tự kỳ bầu cử để thực hiện âm mưu ý đồ lợi dụng quyền tự ứng cử, thủ đoạn của họ là xây dựng trang mạng Facebook, blog công khai vận động ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đưa tin hình ảnh bài viết về những người tự ứng cử nhằm tô vẽ cổ vũ tinh thần khuếch trương thanh thế thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội thành lập nhóm facebook zalo kín để tập hợp số tự ứng cử cùng số đối tượng chống đối để bàn bạc thực hiện ý đồ trong đó họ thành lập tổ chuyên gia tư vấn với số đối tượng cầm đầu cốt cán nhằm xây dựng phương hướng thẩm định chương trình hành động của các ứng viên tư vấn, hỗ trợ ứng cử viên các hoạt động liên quan tự ứng cử, bàn bạc thành lập, ban hỗ trợ bầu cử, có nhiệm vụ hỗ trợ những người tự ứng cử về hồ sơ, quay phim, chụp ảnh, đưa tin, vận động, xin kinh phí, tập huấn nâng cao, kiến thức, kỹ năng cho các ứng viên thống nhất kế hoạch hành động như sẽ bố trí người đến ủng hộ, cổ vũ, động viên, gây sức ép đòi và tham dự hội nghị cử tri, quay phim, chụp ảnh, đưa lên mạng Internet sau khi nộp hồ sơ tự ứng cử các đối tượng trực tiếp đi vận động quần chúng nhân dân nơi cư trú ủng hộ khi tổ chức hội nghị cử tri tìm cách gặp gỡ nhân viên ngoại giao các nước để tìm kiếm sự ủng hộ hậu thuẫn phát động các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội để kêu gọi ký tên ảo bỏ phiếu online nhằm tung hô ủng hộ cho các đối tượng chống đối tự ứng cử để phát động các chiến dịch truyền thông họ triệt để khai thác các trang mạng sẵn có đồng thời thông qua các trang mạng của các đài phát thanh nước ngoài phỏng vấn tung hô số đối tượng không tự ứng cử, vu cáo nhà nước ta tổ chức bầu cử không dân chủ, thiếu minh bạch. Đặc biệt, các đối tượng còn lập ra các kênh truyền thông trên nền tảng của mạng xã hội, nhất là kênh YouTube, hoạt động như một kênh truyền hình để chuyên truyền ca ngợi, cổ vũ, kêu gọi ký tên não, bỏ phiếu online cho các nhà dân chủ tự ứng cử, đưa tin bài viết phê phán xuyên tạc vu cáo chính quyền, cho rằng đảng phân biệt đối xử với những người tự ứng cử, những người đấu tranh dân chủ bị đưa ra đấu tố chỉ trích hội nghị cử tri mất dân chủ vi phạm pháp luật khi các đối tượng tự ứng cử mà không nhận được tín nhiệm của nhân dân tại hội nghị cử tri nơi cư trú. Ở đây, chúng ta cần hiểu đúng về quyền tự ứng cử. Ở Việt Nam, quyền bầu cử và ứng cử là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định bởi Hiến pháp và pháp luật. Điều 27 Hiến pháp nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 nêu rõ, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định thực tế cho thấy trong kỳ bầu cử quốc hội khóa 14 năm 2016 đã có 162 hồ sơ tự ứng cử đại biểu quốc hội, trong đó đã có những người tự ứng cử trúng cử đại biểu quốc hội như trường hợp đại biểu Nguyễn Anh Trí Hà Nội, đại biểu Phạm Quang Dũng Nam Định. Trong kỳ bầu cử quốc hội khóa 15 năm 2021, theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cả nước có 77 người tự ứng cử đại biểu quốc hội tại 24 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội có 30 người, thành phố Hồ Chí Minh có 16 người, những con số trên cho thấy nhà nước ta luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự ứng cử trong bầu cử không có phân biệt giữa người được đề cử và tự ứng cử vấn đề là người tự ứng cử phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức về năng lực trình độ và uy tín trong quần chúng dù là đề cử hay tự ứng cử thì yêu cầu hiển nhiên khi tham gia quốc hội hội đồng nhân dân là để phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc sự thật các kỳ bầu cử vừa qua là minh chứng bác bỏ những nhận định cho rằng bầu cử đại biểu quốc hội ở Việt Nam là mất dân chủ, không công bằng, là sân chơi độc diễn của đảng, không có cửa cho những người tự ứng cử. Chúng ta cần thấy rằng lịch sử các cuộc bầu cử cho thấy có những người tự nộp hồ sơ ứng cử với động cơ rất trong sáng, muốn đóng góp sức mình vào cơ quan của quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, và thực tế đã có những người tự ứng cử có đủ phẩm chất năng lực được cử tri tín nhiệm bầu vào quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp tuy nhiên ở đây cần phân biệt việc tự ứng cử với mục đích động cơ trong sáng tinh thần xây dựng với việc lợi dụng quyền tự ứng cử để phá rối gây hại thời gian qua việc một số người tự xưng là cái nhà đấu tranh cho dân chủ hô hào phát động phong trào tự ứng cử nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thực chất chỉ là chiêu trò phá rối vì động cơ xấu những người này biết rằng cơ hội trúng cử đối với họ là không có bởi với bản lý lịch đen chống phá đảng nhà nước. Hồ sơ đó đương nhiên không nhận được sự ủng hộ của người dân ngay tại nơi họ sinh sống, chứ chưa nói tới được cử tri bỏ phiếu. Thế nhưng họ vẫn đăng ký tự ứng cử, vẫn hô hào ký tên ảo bỏ phiếu online bởi mục đích thực là để đánh bóng tên tuổi với mong muốn trở thành ngọn cờ của phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, qua đó khuyết trương hình ảnh để được nhiều người biết đến. Khi những người này không được đưa vào danh sách bầu cử hoặc khi được đưa vào danh sách bầu cử nhưng không trúng cử họ sẽ xem đó là cơ hội để xuyên tạc vu cáo chính quyền vu cáo đảng nhà nước với luận điệu kiểu như người tự ứng cử gần như không có cơ hội trở thành đại biểu quốc hội đảng cộng sản việt nam độc tài giả hiệu trong việc tổ chức bầu cử mặt khác họ sẽ xem đây là bằng chứng về sự vi phạm dân chủ nhân quyền tại việt nam từ đó kêu gọi quốc tế liên hợp quốc lên tiếng can thiệp giám sát quá trình bầu cử tại việt nam bởi vậy chúng ta cần tỉnh táo cảnh giác để nhận diện và đấu tranh kịp thời